không vết nhơ, không nhăn nheo, hay phải điều gì khác tương tự, nhưng thánh thiện và vẹn toàn. Cũng thế, người chồng phải yêu thương vợ mình như chính thân mình. Ai yêu thương vợ mình là yêu thương chính mình, vì không ai ghét thân xác mình bao giờ, nhưng nuôi dưỡng và nâng niu nó như Đức Kitô đối với hội thánh. Vì chúng ta là chi thể thân xác người do xương thịt người, bởi thế người ta lìa bỏ cha mẹ mình mà kết hợp với vợ mình, và cả hai nên một thân xác. Mầu nhiệm này thật lớn lao. Tôi muốn nói về Đức Kitô và hội thánh. Dù sao mỗi người trong anh em hãy yêu vợ như bản thân mình, còn vợ thì hãy kính sợ chồng. Đó là lời Chúa. Chúng ta đang thử hệ thống loa Bose MA12EX. Bài trích thơ Thánh Phaolô tâm đồ nhà nguyện tầng 9 trung tâm mục vụ Tổng giáo phận Hà Nội. Tôi nghĩ rằng những đau khổ ở đời này không thể sánh với vinh quang sắp tới sẽ được mặc khải cho chúng ta. Vì trên các tàu vật đóng trong sự mặc khải của con cá Thiên Chúa, các tàu vật đã phải tuân thủ hành hư ảo, không phải vì chúng muốn như vậy, nhưng vì Đấng đã bắt chúng phải tuân thủ, với hy vọng là các tàu vật sẽ được giải thoát khỏi vòng nô lệ sự hư nát, để được thâm phần vào sự tự do vinh hiển của con cái Thiên Chúa. Vì chúng ta biết rằng cho đến bây giờ mọi tạo vật đều rên xiết và đau đớn như người đàn bà trong lúc sinh con, nhưng không phải chỉ có các tạo vật mà cả chúng ta nữa, là những kẻ đã được hưởng ơn đầu mùa của Thánh Thần, chúng ta cũng rên xiết trong và ơn cứu độ thân xác chúng ta. Vì chưng nhờ niềm cậy trông mà chúng ta được cứu độ, nhưng thế gì thấy điều mình hy vọng thì không phải là hy vọng nữa. Vì ai đã thấy điều gì rồi đâu còn hy vọng nó nữa. Nhưng nếu chúng ta hy vọng điều chúng ta không trông thấy, chúng ta sẽ kiên tâm trong đời. Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, có Thánh Thần nâng đỡ sự yếu hèn của chúng ta, vì chúng ta không biết cầu nguyện như thế nào cho xứng hợp, nhưng chính Thánh Thần cầu nguyện cho chúng